Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại em 0334 830 843. Rồi, danh sách món hàng đã bán hay còn ở dưới cái tiêu đề của video này, mọi người bấm vô để xem. Rồi mình liên hệ cho nó thuận tiện ha. Mọi người nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video em đăng lên mới, cho nó có thông báo về cho mọi người xem sớm nhất nha. Đây là cái video 96, em giới thiệu mấy cái món đồ sau đây ha. Em về một cây mỏ hàng của Nhật nữa mọi người. Mỏ hàng này nó công suất nó tầm 200W nha. Nó mỏ hàng mấy cái dòng lớn này nó lên nóng rất là lâu, nhưng mà nó ưu điểm nó là nó giữ nóng cũng rất là lâu luôn. Đây, cái mỏ hàng nó bằng đồng rất là to. Cái cục đồng này nó khoảng 2 phân rưỡi mọi người. Rất là to luôn ha. Đây, cái bộ nhiệt của nó nè. Bộ làm nóng của nó đây, kích thước rất là bự. Cái này công suất nó tầm 200W ha. Tại vì nó mất cái tem rồi. Nó bài cái tem rồi nha mọi người. Đây là mỏ hàng Nhật, nó xài điện 100V nha mọi người. Chú ý cho ha. Đây, kích thước nó dài 37cm. Cái dây điện này thì nó hơi bị chóc cái vỏ ngoài rồi nha. Nhưng mà bên trong nó vẫn còn nguyên cái lớp bố đây chống cháy nè. Đây, nó bị bung cái vỏ ngoài thôi. Mọi người về hai dây xài cũng rất là dễ dàng, hoặc là để về xài cũng không sao hết, tại vì nó không có bị đứt, nó chỉ chóc cái lớp này thôi, lớp bên ngoài nè. Hai dây mọi người vặn cái này ra nè. Đây, nó có mấy con ốc nè, mở ra bắt cọng dây mới vô ha. Đó, rồi vặn lại xong. Rồi, cái mỏ hàng này có mã là 9601 nha, giá bán là 600.000. Tiếp theo là một cây cắt giấy của Nhật, bộ dao cắt giấy ha, giấy lưỡi nhỏ. Đây, dao của Nhật. Đây có một hộp lưỡi luôn. Đây nó cỡ đếm đếm xem 2, 4 cỡ hơn 10 lưỡi mọi người. 10 cái lưỡi mới chưa sử dụng nè. Rồi, cái hộp đựng lưỡi này nó có cái chỗ để mình đựng cái lưỡi cũ luôn nè. Cái chỗ này nó là để mình bẻ cái lưỡi cũ, ví dụ như lưỡi bị gãy mũi nè, mình bẻ ở đây để mình xài tiếp bên trong. Kê vô đây nè, có khe nè, kê vô bẻ ha. Đó, nó rất là tiện. Đây, mã vạch nè, mã vạch của Nhật. Rồi, cái bộ dao cắt giấy có mã là 9602 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái bộ đóng số của Nhật. Đây, nó làm trong cái hộp thiết rất đẹp, hộp nó gò từ miếng thiết ha. Đây, thương hiệu nè. Đầu mũi nó là 1/4 nè. Đây, bộ đóng số. Nó đủ các số từ, mình đóng được số từ 0 đến 9 đến 10 mọi người. Thông số nó là từ 0 đến 9.
là mình có thể đóng được rất là nhiều số ha. Đây số 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9. Số 9 là mình xài chung với số 6 mọi người. Đây. Số 9 là mình xài chung với số 6 ha. Đó. Lật lên lật xuống nó là số 9 hoặc là số 6 ha. Số 9 là xài chung số 6. Đây. Nó được làm thủ công từ thép nha mọi người. Đây nó gò thủ công từ thép của Nhật. Nhưng mà nó ra cái số rất là tinh xảo. Nhìn cái đầu nó hô vậy nhưng mà cái số rất là nét luôn. Đây. Trên cái số rất là nét. Mọi người nhìn kỹ sẽ thấy ha, số rất là nét. Rồi cái bộ đóng số này có mã là 9603 nha, giá bán là 500.000. Tiếp theo là một cây cắt ống. Ống nhựa PVC ha, của Nhật, thương hiệu là Meri nè. Lưỡi còn rất là ok. Cây này nó ít dùng ha, đây nó không có bị chày nè. Cắt thử cái ống 21 thôi mọi người. Đó. Bén ha. Ok. Đây, kéo cắt ống. Có mã là 9604 ha, giá 450.000. Kích thước đây. 21 cm. Em đo là cái bộ đóng số cho mọi người dễ hình dung ha. Đây nằm trong hộp là 6,5 nè. Đó. Rồi tiếp theo là một cây cờ lê đa năng của Nhật, thương hiệu là Sunki. Kích thước cây này là 20 cm ha. Đây nó kẹp từ cái ống nhỏ nhất ha, khoảng 60 ly, cho đến to nhất đây nè, 32 thôi mọi người. Ví dụ mình kẹp cái ống này cũng được nè. Đó. Còn ống nước này thì nó kẹp không được rồi. Thằng này nó kẹp cái đầu tá ha. Ví dụ như mấy đầu ốc nó kẹp ok ha. Đây. Đúng kích cỡ nó thì nó kẹp ok nha mọi người. Nó vẫn kẹp ống tròn. Mà cái ống nó phải đặt ngay ở giữa nè mọi người. Nó sẽ ăn, nó sẽ quấu được. Như ống này thì nó quá mềm nên nó xước đi hết rồi. Nó trượt. Cái cây này là nó như mới nha mọi người, chưa sử dụng. Đây cái răng nó còn rất là mới. Không có bị dập gì hết. Đây răng rất mới luôn, không có dập.
Rồi mã nó là 9605 nha, giá 250 nha. Rồi em về được hai cái thùng đồ nghề nè, hai cái thùng đựng đồ ha. Đây cái thùng rất là ok. Tuy nó chóc sơn thôi nhưng mà nó cái đáy nó còn rất là đẹp nè. Không có bị lủng ha. Này của Toyo. Thùng đồ nghề Toyo ha. Tôi vô bóc. Đây là bên trong mọi người. Đây bên trong nó cũng bị chóc sơn tí thôi. Đó. Thùng này nó có kích thước là 30 mọi người. 30 nhân cho 15. 30 nhân 15 nhân 10 ha. Đây. 30 nhân 15 nhân 10. Thùng Nhật có mã là 9606 ha, giá 350 nha. Rồi một cái thùng nhỏ nữa. Cái thùng nhỏ của Enso. Đây cái đáy nó cũng chóc sơn ha, chứ nó không có bị lủng mục lủng ha. Đây bên trong còn khá đẹp. Thùng này cũng là của Toyo mọi người. Đây, thương hiệu Toyo nằm trên đây nè. Toyo luôn. Enso này là cái gì không biết nữa. Tức là cái dụng cụ của thằng Toyo á. Còn thùng là của Toyo sản xuất. Cái thùng này có kích thước là 33 ha, 33 nhân cho khoảng 13, 14 ha. Nhân 7 nha mọi người. 33, 14, 7. Rồi cái thùng nhỏ này có mã 9607, giá 250 nha. Rồi em về được cái ba cái cây cảo. Đây, ba cây cảo bonsai nha mọi người. Đây là nó dùng để cảo cành á mọi người. Cái này hàng nó chưa có sử dụng mà. Đây còn nguyên ha, chưa sử dụng. Hàng này thì không thấy hiệu. Nhưng mà hàng nó xuất cho thị trường Nhật mọi người. Hàng này nè. Ba cây. Đây cái kích thước nè. Đo cho dễ hình dung mọi người. Đó, mọi người xem giùm nha. Đây khi cảo thì nó sẽ nằm như vậy. Nó sẽ gác qua cái cành cây ha. Rồi ép cái này lên nó sẽ uốn cong cái cành cây như vậy. Đó. Đây em đo vậy cho mọi người dễ hình dung nè. Đây. Cây tì nè. Tì nó. Cái đoạn tì này là khoảng 5,5 phân ha. Cái ren á. Mình vặn được. Đây phù hợp với cành vừa đến nhỏ ha mọi người. Đây là size nó cũng là size chung chung nhỏ nhỏ. Không phải lớn. Rồi có 3 cây em bán nguyên bộ này luôn mà không có xé lẻ nha. Bán 3 cây luôn. Có mã là 9608 nha. Giá 550 nha. Rồi tiếp theo bán nguyên cái bộ đục mọi người. Về được nguyên cái bộ đục. Đây. Bộ đục gỗ của Nhật. Này em cũng bán nguyên bộ luôn ha. Không bán lẻ ra. 246 cây. Đếm đo từng cây nha mọi người. Đây hai cây này to nhất nè. Cây này là 1,5 phân ha. Này cũng 1,5 phân.
Rồi, 1,5 hai cây. Đây xem lưỡi ha. Lưỡi còn nguyên nhau người em không có sửa hay là mài gì hết á. Cái lưỡi nó còn nguyên thì mọi người xài, còn bén thì xài. Còn không thì mọi người liếc lại ha. Đây lưỡi nó còn rất là đẹp nè, lưỡi này như lưỡi này bén nè, bén. Còn bén luôn, xài luôn á. Cây này là chưa sử dụng. Đây có cây này chưa sử dụng nè. Nó rất là đẹp. Rồi tiếp theo hai cây. Hai cây tiếp theo là cây này khoảng 1 phân mọi người. Đây cũng khoảng 1 phân luôn, hai cây 1 phân. Đây lưỡi nè. Nói chung lưỡi nó còn khá, cây này lưỡi liền không có mẻ nè. Đó lưỡi khá. Khá là đẹp luôn. Cái này gần như là sử dụng có 1-2 lần nè. Sử dụng nhiều nó sẽ dập ở chỗ này mọi người. Đó. Rồi 2 cây 1,5, 2 cây 1 phân. Rồi 2 cây nhỏ này là này cỡ 7 ly nha mọi người. Một cây này 6 ly. Rồi một cây 6 ly, cây 7 ly. Đó. Hai cây cũng còn rất là đẹp. Như cây này chưa sử dụng nữa. Chưa có đập cái đầu này vô luôn nè. Nó còn hở gầm khúc. Đó. Rồi bộ này 6 cây mọi người. Đây kích thước nó nè. Chiều dài nó là khoảng 21 cm ha. Có một cây ngắn nhất là 18 cm. Rồi cái bộ đục này có mã là 9609 nè. Giá 700 ngàn. Nguyên bộ mọi người. Không có xéo lẻ ra nha mọi người. Phải mất công nha mọi người liên hệ ha. Rồi tiếp theo một về một cái cây chuốt dây điện. Chuốt điện này của thằng Vercel luôn nè. Cây này về có nhiều lần. Vercel không dụng size A nè. Nó sẽ có các số là 0.5, 1.2, 1.6, 2.0 mm. Và đặc biệt cây này nó còn cái cử luôn mọi người. Đây là cái cử để mình chỉnh cái cử dây để mình xài xài nhiều á, số lượng nhiều mình bấm số lượng nhiều. Cứ đút vô là chuốt nó sẽ tự cân cho mình cái khoảng mình chuốt bao nhiêu. Đó, cử này nó tuột lên tuột xuống được nè. Vô ra cho nó dài hay thấp á. Mình chốt được dài ha, muốn chốt ngắn. Đó lưỡi còn nguyên rất đẹp. Chốt rất là ok. Cái này thì em bán rất nhiều rồi nên không cần phải thử chi mất thời gian luôn á. Bảo đảm ok mọi người, lưỡi rất là đẹp. Rồi kích thước nó là 17 mà đó. Nó nhỏ gọn nhưng thân nó bằng nhôm đúc ha, nhôm đúc nguyên nguyên cây nè, rất là chắc chắn cho anh, mọi người nào xài mà số lượng nhiều á, xài một cỡ dây này mà số lượng nhiều á nên xài cây này thì nó rất là bền. Rồi cây chuốt dây điện và sale Japan này có mã là 9610 nha, giá 350 nha. Rồi em kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.